Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay Giải trí miền Tây chia sẻ với các bạn một cái loại cây trồng cũng rất phổ biến ở miền Tây. Đó là cây củ sắn các bạn. Đây là cái gốc của cây củ sắn như thế này. Và ở đây cây củ sắn hơn 2 tháng tuổi. Và khi trồng củ sắn mà ở giai đoạn 2 tháng tuổi các bạn, chưa có cho củ các bạn nha, nhưng cái rễ của nó đã phình ra và chủ ruộng bảo là nó đã gọi là xuống củ các bạn. Củ sắn là như thế này các bạn ha. Sau khi thu hoạch thì củ sắn nó như thế này các bạn. Đây là củ sắn ở giai đoạn 3 tháng rưỡi hoặc 4 tháng mình thu hoạch thì nó như thế này các bạn. Đó. Bởi một số nhà vườn mình cũng không biết luân canh hay là xen canh loại cây trồng gì ở trong cái vườn mít của mình các bạn ha, hay những cái ruộng dưa hấu chẳng hạn. Thì hôm nay Giải trí miền Tây giới thiệu với các bạn một cái loại cây trồng khá phổ biến và có thể cho một cái thu nhập cũng rất cao về năng suất. Đây các bạn thấy cái lá của củ sắn á, nó khác với những cái loại lá khác, đó là nó có khía như thế. Và ở giai đoạn 2 tháng này người ta bắt đầu cắt cái ngọn rồi các bạn. À, cái ngọn như thế này ta cắt bỏ. Hay là những cái chèo phụ á, ta cắt bỏ hết các bạn ha. Đó là cái cách để cái củ sắn nó xuống củ các bạn. Không có tập trung nuôi cái thân ở trên. Đây là cái bông của nó đó các bạn. Đó. Thì hôm nay Giải trí miền Tây cũng chia sẻ một chút về cái kỹ thuật trồng củ sắn để các bạn nắm nha. Và các bạn nếu thấy thích cái mô hình trồng củ sắn này thì đừng tiếc một lượt đăng ký cho video, một lượt like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông các bạn nhé. Trồng củ sắn cũng như các loại giống cây trồng khác các bạn, để có được cái ruộng củ sắn như thế này thì trước tiên mình phải ủ hạt. Khi ủ hạt lên vầm như thế này xong là chúng ta đã chuẩn bị đất rồi. Và đến cái giai đoạn mà chúng ta tỉa ra đất thì sau khi đất mà các bạn chuẩn bị như thế này tỉa, tức là có hai loại cái củ sắn thì nó rất là đơn giản và dễ. Nếu cái clip của chúng ta đó 1 mét hoặc là 7 tấc tùy theo cái clip của các bạn có sẵn mà chúng ta chuẩn bị xen canh các bạn ha. Sao cái này mình trồng vậy? Đây là clip người ta trồng hành đó các bạn, và người ta trồng củ sắn thì cái mật độ là các bạn có thể cách nhau khoảng 1,5 tấc một cây các bạn nha. Và cái mục đích của các bạn là cái củ sắn các bạn thu hoạch ở giai đoạn 3 tháng rưỡi hay là 4 tháng rưỡi. Nếu giai đoạn 3 tháng rưỡi thì cái củ nó nhỏ hơn và nó sạch hơn. Mình thu hoạch ở cái giai đoạn đó là để cho người ta ăn đó các bạn. Các bạn thấy người ta bán xe đậu á, xe củ đậu mà nó nhỏ đó ha. Là ở giai đoạn khoảng 3 tháng các bạn ha. Đó, nó còn non. Thì chúng ta trồng nó hơi dày hơn so với 4 tháng rưỡi là cái củ nó to hơn. Đó, cái diện tích tùy theo cái diện tích lớn hay nhỏ để chúng ta có cái số lượng cái hạt giống nó phù hợp các bạn nha. Đó. Đây là cái ruộng mà đã tỉa xuống được là hơn nửa tháng các bạn. Cái này hơn 20 ngày các bạn nha. Và nó như thế này. Và cái củ sắn này á, khi mà chúng ta tưới đó, các bạn lưu ý là mùa mưa thì có thể là chúng ta không tưới. Bởi vì cái đất nó ẩm quá thì nó sẽ gây úng các bạn.
Củ sắn không thích ngập úng nha các bạn. Đây là cái bông đó các bạn. Và khi ở cái giai đoạn mà 2 tháng như thế này thì chúng ta cắt hết những cái bông, những cái chèo để bắt đầu củ sắn nó phát triển ở cái rễ, tức là nó xuống củ. Cách chăm sóc của cái củ đậu này các bạn nó cũng đơn giản, cũng giống như những loại cây trồng khác. Tức là thứ nhất là chúng ta làm đất. Đất ở đây các bạn nên chọn cái đất trồng cái củ đậu này á, là đất pha cát hoặc là đất xốp để cho nó dễ xuống củ các bạn nha. Giống thì người ta bán rất nhiều ở những cái vật tư nông nghiệp để chúng ta có thể ươm, giống như mình đã cho các bạn thấy cái cách ươm đó ha, cũng rất là đơn giản. Rồi trước khi trồng chúng ta nên bón lót phân hữu cơ, có thể bón phân bò chẳng hạn các bạn. Tưới nước thì các bạn lưu ý cái củ đậu này nó rất là thích nước, nhưng mà chúng ta tưới nước ít thôi, bởi vì nếu ngập úng thì nó sẽ bị hư. Cho nên có thể 2 tuần, 3 tuần chúng ta tưới một lần cũng được các bạn nha. Còn cái củ đậu này, sâu phát triển ở trên củ đậu này đa phần là nhện. Những con nhện nó đóng ở trên cái củ đậu và nó chích hút nhựa của cái củ đậu, cái cây đậu các bạn nha, để làm cho mất dinh dưỡng. Đó là 5 phần mà chúng ta cần chú ý, là đất trồng, phân bón, giống, thuốc trừ sâu và tưới nước. Đó là những cái phần. Và chăm sóc thì chúng ta nên thường xuyên thăm đồng, nhổ sạch cỏ để tránh cái sự cạnh tranh về cái dinh dưỡng cho cây. Đó là 5 phần chính mà chúng ta cần phải nắm. Thứ nhất là bón phân, các bạn có thể bón NPK ở giai đoạn 20 ngày để chúng ta bón thúc. Và cứ như vậy, 1 tháng các bạn, tức là sau 10 ngày các bạn có thể nên bón một lần NPK nữa. Và mỗi lần các bạn bón thì các bạn nên kết hợp bấm ngọn nè, rồi làm cỏ để cho sạch. Và khi bạn bấm ngọn là để cho nó phát triển cái củ, tránh nuôi thân. Nếu chúng ta lấy củ á các bạn, là chúng ta sẽ bấm hết tất cả những cái chồi luôn và hoa của củ đậu các bạn nha, nhằm để nó phát triển cái phần ở dưới rễ, tức là củ. Thì thường ở giai đoạn 2 tháng tuổi chúng ta nên bón thúc một lần nữa phân hữu cơ hoặc là phân NPK các bạn. Thì những lần chúng ta bón thúc là chúng ta bón mạnh hơn so với bình thường các bạn ha. Và cứ như vậy, chúng ta cứ mỗi một tháng chúng ta thúc một lần. Đó là cái cách mà chúng ta bón phân. Và kết hợp thường xuyên cắt lọc chồi hoa, làm cỏ, xịt để ngừa những loại côn trùng hút chích, nhện. Đó là sự kết hợp. Và thường cái loại củ đậu này đó các bạn, là sau khi mà chúng ta thu hoạch sau 3 tháng rưỡi hoặc 4 tháng rưỡi, tùy theo cái mục đích chúng ta thu hoạch. Nếu chúng ta thu hoạch để bán những cái củ nhỏ để người ta ăn chơi đó các bạn, thì có thể ở giai đoạn 3 tháng rưỡi chúng ta có thể thu hoạch. Còn chúng ta bán những loại lớn để người ta chế biến thức ăn thì chúng ta có thể ở giai đoạn 4 tháng rưỡi các bạn nha. Và cái sản lượng thu hoạch thì thường là 5-70 tấn trên một hectare các bạn. Đó là cái sản lượng thu hoạch được tùy theo trúng hay thất các bạn nha. Và bây giờ ở giai đoạn này người ta có thể áp dụng được những cái kỹ thuật và cái sản lượng đó có thể nhiều hơn. Thương lái ở thời điểm này có thể thu mua cái củ đậu này là 6.000 một ký, giống như cái anh chủ ruộng này chia sẻ đó các bạn, là 6.000 một ký.
thì từ đó các bạn có thể tính ra cái lợi nhuận của củ đậu cho mình một cái thu nhập như thế nào các bạn ha. Còn cái phần mà dây này các bạn, sau khi mình thu hoạch thì các bạn có thể lấy cái dây này nè, mình có thể dập xuống để mình làm phân cho mùa vụ sau, hoặc nếu các bạn trồng xen canh với những cái loại cây khác thì chúng ta có thể dập xuống để làm cái chất phân cho những cái cây đó các bạn ha. Bởi vì cái loại dây của cái củ đậu này rất là tốt, có thể chúng ta làm phân được và cái đạm rất là cao. Thì hôm nay Giải Trí Miền Tây cũng chia sẻ với các bạn một cái loại cây trồng phổ biến và phù hợp để chúng ta có thể xen canh, hoặc chúng ta có thể trồng để có cái lợi nhuận cho mình ở cái giai đoạn này các bạn ha. Đó là cái củ đậu cũng như củ sắn. Thì nếu các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu xem hết video này. Bye bye các bạn.